Tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng. Vào chiều ngày 16 tháng 1 theo giờ địa phương, tại Davos, Thụy Sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu với vai trò là diễn giả chính tại phiên đối thoại chính sách Việt Nam định hướng tầm nhìn toàn cầu trong khuôn khổ hội nghị thường niên lần thứ 54 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Davos năm 2024. Đây là một trong 8 phiên đối thoại với những người đứng đầu nhà nước, chính phủ được Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF tổ chức tại WEF Davos 2024, thể hiện sự quan tâm, đánh giá tích cực của WEF và các thành viên đối với vai trò, vị thế quốc tế, thành tựu, tầm nhìn và triển vọng phát triển của Việt Nam. Chia sẻ về định hướng phát triển, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Việt Nam ưu tiên một số lĩnh vực trong thời gian tới gồm chuyển đổi số, khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi xanh. Vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, trong đó có trí tuệ nhân tạo, rồi vấn đề liên quan đến chuyển đổi xanh. Đây là hai cái mà tôi cho là cần phải có cái ưu tiên, hay là đây là một cái yêu cầu khách quan, là cái xu thế phát triển của thế giới, chứ nó là một yêu cầu khách quan và là một cái lựa chọn chiến lược và một cái ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Và muốn làm được cái việc này thì chúng tôi phải làm ba cái việc rất là quan trọng, mà thực chất là ba cái đột phá chiến lược. Một là cái đột phá về thể chế, vì khi nó chuyển đổi thì phải chuyển đổi cả thể chế. Cái thứ hai là về hạ tầng, thì trong cái hạ tầng thì hạ tầng chiến lược, thì trong đó có cái hạ tầng về công nghệ thông tin rất là quan trọng, không thể chuyển đổi số mà thiếu điện, thiếu sóng được. Và cái thứ ba là không thể thiếu con người được, dù có trí tuệ nhưng mà con người vẫn là quyết định. Và vì vậy cho nên phải tập trung cho đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng thời chia sẻ, Việt Nam là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, liên tục bị tác động bởi chiến tranh, bao vây, cấm vận. Tuy nhiên, Việt Nam đã gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, phát huy tương đồng, hướng đến tương lai để biến thù thành bạn. Thủ tướng khẳng định, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden vừa qua thể hiện lòng tin chính trị vững vàng giữa Việt Nam và hai đối tác. Cái được lớn nhất của hai cái chuyến thăm vừa qua đấy là cái củng cố lòng tin chính trị. Thế thì khi đã có cái lòng tin chính trị rồi thì cái mọi cái quan hệ được giải quyết bằng cái sự chia sẻ, thông cảm và sự tôn trọng lẫn nhau. Thì chúng tôi quan hệ với Trung Quốc và quan hệ với Mỹ là đều để phục vụ cho mục tiêu hòa bình và hợp tác phát triển, đều phục vụ cho lợi ích của hai nước và lợi ích của hai bên và lợi ích của nhiều bên, trong đó có khu vực và trên thế giới. Các thông điệp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nhận được sự đánh giá rất cao của các đại biểu tham dự phiên đối thoại. Phiên đối thoại được tổ chức theo hình thức mở, tương tác trực tiếp với một nhà bình luận quốc tế hàng đầu thế giới và truyền tải trên nhiều nền tảng thông tin trực tuyến, giúp lan tỏa mạnh mẽ và rộng rãi thông điệp về một Việt Nam với cơ đồ, tiềm lực và uy tín mới. Chiều qua tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đại sứ Mozambique tại Việt Nam, Leonardo Rogério Manuel Pérez đến chào tạm biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam. Thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm chúc mừng Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pen đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, đồng thời đánh giá cao những đóng góp tích cực của Ngài Đại sứ trong nhiệm kỳ qua đã góp phần củng cố, tăng cường và phát triển quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Mozambique nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Mozambique nói riêng. Bộ trưởng Tô Lâm hy vọng sau khi về nước, Ngài Đại sứ vẫn sẽ tiếp tục là cầu nối, ủng hộ và giúp đẩy mạnh hoạt động hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của hai nước, như nghiên cứu hai bên đàm phán, ký kết hiệp định về phòng chống tội phạm, trao đổi đoàn cấp cao của hai bên, trao đổi chuyên gia trong lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm. Đáp lại sự đón tiếp của Bộ trưởng Tô Lâm, Đại sứ Leonardo Rosario Manuel Pen bày tỏ vui mừng và tin tưởng trong những năm tiếp theo, mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật của Mozambique với Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm. Thưa quý vị, sáng nay tại trụ sở Chính phủ đã diễn ra hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Đức Phước, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban chỉ đạo 138 Chính phủ
cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 63 tỉnh thành phố trên toàn quốc. Báo cáo của Ban chỉ đạo 138 CP và Ban chỉ đạo 389 quốc gia nêu rõ, năm 2023, công tác phòng chống tội phạm đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban chỉ đạo các bộ ngành địa phương tập trung thực hiện đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, nổi lên là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp hoạt động cưỡng đoạt tài sản, tội phạm liên quan lĩnh vực kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ, đường thủy. Tiến độ điều tra các vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi, chỉ đạo được đẩy mạnh. Các vụ án điểm được dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời. Đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy, lực lượng công an tập trung đẩy mạnh thực hiện đề án 06, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong công tác phòng ngừa nghiệp vụ, đảm bảo thực chất, trọng tâm, trọng điểm. Ban chỉ đạo 389 các bộ ngành địa phương nắm tình hình, triển khai giải quyết, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, Ban chỉ đạo của Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng công an toàn quốc tổ chức đấu tranh triệt phá các tổ chức, đường dây, đối tượng phạm tội trong lĩnh vực thương mại điện tử, kinh doanh đa cấp trái phép, giao dịch ngoại hối trái phép. Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc khẳng định, với sự nỗ lực, trách nhiệm rất cao của các cơ quan chuyên trách cùng sự phối hợp của các bộ ngành địa phương, năm 2023, tình hình tội phạm đã được kiểm soát. Bộ Công an nhận diện rõ những nguyên nhân dẫn đến tội phạm, đã có những báo cáo đề xuất với Chính phủ, các ban bộ ngành chức năng triển khai chỉ đạo xử lý. Trước tình hình tội phạm lợi dụng sim giác, những tài khoản trên mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông chú ý giải quyết hiệu quả. Liên quan đến tội phạm tín dụng đen, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành, triển khai hiệu quả những chính sách cho vay với những người thiết yếu, cho vay phục vụ tiêu dùng. Đề cập đến hàng chục nghìn cặp mâu thuẫn hiện nay đang tồn tại ở cấp cơ sở, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm giải quyết, bởi đây là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến những vụ án. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, từ ngày 1 tháng 7, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở có hiệu lực, đề nghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các cấp huy động lực lượng, tổ chức xã hội phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, triển khai hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Phát biểu kết luận hội nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và Ban chỉ đạo 389 quốc gia các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đặc biệt trong công tác phối hợp giữa các bộ ngành trung ương và các địa phương, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, kết hợp tuyên truyền để hạn chế việc lợi dụng lôi kéo tham gia vào vi phạm pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đặc biệt là đề án 06 của Chính phủ để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, điều tra kịp thời, ngăn chặn những sai phạm. Sáng nay tại Hà Nội, Trung tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết năm 2023 và triển khai chương trình công tác hồ sơ nghiệp vụ Công an Nhân dân năm 2024. Tới dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những nỗ lực, kết quả, thành tích mà lực lượng hồ sơ nghiệp vụ Công an Nhân dân đã đạt được trong năm 2023, khẳng định Cục Hồ sơ nghiệp vụ đang từng bước xây dựng đơn vị trở thành trung tâm thông tin nghiệp vụ của ngành công an, chủ động số hóa thông tin, kết nối liên thông cơ sở dữ liệu, ứng dụng khoa học công nghệ thông tin để lưu trữ, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu, bước đầu chuyển đổi phương pháp làm việc từ thủ công truyền thống sang môi trường điện tử. Từ đó thực hiện có hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng hồ sơ nghiệp vụ tiếp tục rà soát, quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của lãnh đạo Bộ tại Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79, kết luận tại Hội nghị Công tác hồ sơ năm 2022 và Hội nghị Sơ kết Công tác hồ sơ 6 tháng đầu năm 2023 để tập trung hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng những nhiệm vụ còn dang dở. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật trong công tác hồ sơ, bên cạnh đó nâng cao chất lượng kiểm tra, hướng dẫn công tác hồ sơ, coi trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, giáo dục chính trị tư tưởng, quan tâm thực hiện đầy đủ, đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ làm công tác hồ sơ nghiệp vụ. Tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao cờ thi đua của Bộ Công an và bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hồ sơ nghiệp vụ. Sáng nay, Truyền hình Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai chương trình công tác năm 2024. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân dự và chỉ đạo hội nghị.
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an Nhân dân, Giám đốc Truyền hình Công an Nhân dân chủ trì hội nghị. Với tinh thần nỗ lực vượt khó, đoàn kết sáng tạo, năm 2023, Truyền hình Công an Nhân dân đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu yêu cầu nhiệm vụ được giao. Có nhiều đổi mới trong việc thông tin tuyên truyền sâu đậm kịp thời những chủ trương chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an về nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an Nhân dân và các vấn đề được dư luận quan tâm. Đặc biệt là tuyên truyền việc triển khai Nghị quyết 12, Đề án 06 CP và các dự án luật do Bộ Công an soạn thảo, tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng các tác phẩm tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái thù địch và gương người tốt việc tốt, các điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, bão lũ, góp phần định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao vị thế, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an Nhân dân. Ngoài tất cả các yếu tố, các đồng chí đã làm tốt công tác thông tin. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Truyền hình Công an Nhân dân đã đạt được trong năm vừa qua, đặc biệt là những giải thưởng cao tại các giải báo chí và liên hoan truyền hình. Đồng thời đề nghị trong thời gian tới, Truyền hình Công an Nhân dân cần tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa hình thức thể hiện các tác phẩm phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội và nâng cao chất lượng cán bộ đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trong sản xuất chương trình truyền hình hiện nay, chú trọng công tác kỷ luật kỷ cương, xây dựng Truyền hình Công an Nhân dân đoàn kết vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua thời gian triển khai bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đến nay trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình, 100% xã đã được bố trí lực lượng công an chính quy. Dù bước đầu còn gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, chỗ làm việc, song với sự ủng hộ của cấp ủy chính quyền, sự giúp đỡ của nhân dân, lực lượng công an xã đã và đang là những luồng gió mới trong việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở. Chị Đinh Thị Lý, thôn Trầm Kỳ, xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy đang làm thủ tục để đi xuất khẩu lao động nên cần đến rất nhiều loại giấy tờ, thủ tục hành chính. Tuy nhiên, chị rất vui mừng khi đến công an xã và đã được cán bộ chiến sĩ công an xã Sen Thủy hướng dẫn tận tình, chu đáo để hoàn tất các loại giấy tờ có liên quan. Khi tôi đến đây thì mẹ các anh là công an là rất là nhiệt tình và giúp đỡ tôi để hoàn thành các thủ tục giấy tờ một cách trọn vẹn. Một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng công an cơ sở đó là việc trực tiếp tiếp xúc với nhân dân để giải quyết các công việc hàng ngày. Họ luôn lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo cho công việc của mình, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu chính đáng của nhân dân. Qua đó, tạo được mối quan hệ quân dân gắn bó, huy động sự tham gia tích cực của nhân dân vào các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa bàn cơ sở. Thì cán bộ tiếp dân được phân công nhiệm vụ trực tiếp giải quyết các thủ tục hành chính hàng ngày, chúng tôi phải hướng dẫn tỉ mỉ và cũng như là phải giải thích rõ ràng các quyền và nghĩa vụ, đặc biệt là hướng dẫn một cách là cặn kẽ chi tiết để phục vụ bà con cũng như là giải quyết các thủ tục hành chính một cách là nhanh nhất, hiệu quả nhất. Các đồng chí lực lượng công an xã chính quy về trên địa bàn đã phát huy tinh thần vai trò trách nhiệm của mình, luôn luôn tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống tội phạm, nhất là vào đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ vậy tình hình là trong dân là trong những năm qua là rất ổn định, tình hình an ninh chính trị trật tự cơ bản là ổn định trên địa bàn, đảm bảo cho người dân phát triển kinh tế. Công an Quảng Bình luôn xác định xây dựng lực lượng công an ngày càng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại phải ngay từ cơ sở. Ngoài yếu tố con người thì việc thái độ phục vụ nhân dân luôn được đặt lên hàng đầu. Qua đó mới có thể tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân. Nhân dân giúp đỡ để lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối với công việc mà nắm tình và kiểm soát địa bàn thì hiện nay lực lượng công an xã thực hiện rất là tốt. Đây là một cái lực lượng mà có thể nói rằng là giúp cho công an tỉnh trong cái thực hiện đảm bảo an ninh quốc gia cũng như giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thì hiện nay là Đảng ủy ban giám đốc cũng đang từng bước để tham mưu kịp thời nâng cao trình độ cho cán bộ chiến sĩ để đáp ứng theo cái nhiệm vụ trong cái tình hình mới. Có thể nói, qua 5 năm triển khai đề án bố trí công an chính quy về xã theo tinh thần bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở, tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình cơ bản ổn định và tiếp tục được củng cố. Nhiều vụ việc đã được giải quyết ngay tại địa bàn cơ sở. Việc thường xuyên gặp gỡ, tiếp xúc với nhân dân, nhanh chóng đáp ứng các nhu cầu chính đáng của người dân, kịp thời giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở từ sớm với tinh thần vì nhân dân phục vụ, lực lượng công an xã đã được nhân dân ngày càng tin tưởng, quý mến.